Bo mạch chủ là gì? Đây chính là nội dung mà chúng ta sẽ thảo luận trong video này. Bo mạch chủ là thành phần chính của máy tính, thường được gọi là motherboard hoặc viết tắt là mobile. Đây là một bảng mạch lớn, phù hợp để lắp vào bên trong thùng máy tính và là nơi kết nối tất cả các thành phần của máy tính. Ví dụ, bo mạch chủ có khe cắm CPU, đây là nơi đặt bộ xử lý trung tâm CPU của máy tính. Khe cắm RAM, đây là nơi lắp bộ nhớ chính ra mà chúng ta thường biết đến. Khe cắm bớt hoặc khe mở rộng, dùng để lắp đặt các linh kiện bổ sung nhằm tăng cường chức năng cho máy tính, chẳng hạn như các đồ họa, các âm thanh, các mạng, cổng kết nối SATA. Tại đây, bạn có thể kết nối các thiết bị lưu trữ nhiều ổ cứng SSD hoặc SDD, bo mạch chủ có nhiều cổng SATA, cho phép kết nối nhiều thiết bị lưu trữ cùng lúc. Trên một số bo mạch chủ hiện đại, bạn có thể tìm thấy khe cảm M2. Đây là khe mới dành cho việc kết nối ổ SSD M2. Ngoài ra, bo mạch chủ hiện đại còn có PCS Platform Controller Hub, trung tâm điều khiển nền tảng. Đây là kiến trúc chipset mới của Intel đã thay thế các kiến trúc cũ. Trên các bo mạch chủ cũ thường có một số con chip gọi là chipset, bao gồm chip cầu bắc và chip cầu nam, mỗi chip đảm nhiệm các chức năng khác nhau. Cầu bắc nằm ở phần trên hoặc phía bắc của bo mạch chủ, đóng vai trò trung gian giữa CPU, bus PCI, bờ Z và bộ nhớ. Cầu nam nằm ở phần dưới hoặc phía nam, chịu trách nhiệm các kết nối như khe cắm PCI chuẩn, cổng SATA, cổng USB. Khi CPU cần giao tiếp với các giao diện thấp hơn, nó phải thông qua cầu nam. Tuy nhiên, kiến trúc này đã được thay thế bởi PCS. Trong kiến trúc PCS, chức năng của các cầu đã được tích hợp phần lớn vào CPU, do đó, chip cầu bắc đã bị loại bỏ hoàn toàn và chức năng của chip cầu nam hiện nay hoàn toàn được xử lý bởi chip PCS. Bo mạch chủ có một số cổng đầu vào, đầu ra, chủ yếu nằm ở mặt sau của bo mạch chủ, trên bảng đầu vào, đầu ra. Ví dụ, cổng phổ biến nhất trên bo mạch chủ là cổng USB. USB là viết tắt của Universal Serial Bus, bất tuần tự đa năng. Bo mạch chủ thường có nhiều cổng USB vì rất nhiều thiết bị ngoại vi sử dụng giao diện này, chẳng hạn như bàn phím, chuột, webcam, ổ cứng ngoài và máy in. Ngoài khả năng kết nối, các cổng USB còn cung cấp năng lượng cho một số thiết bị đặc biệt. Phần lớn các cổng USB được lắp ở bảng đầu vào, đầu ra phía sau. Một số khác nằm trực tiếp trên bề mặt bo mạch chủ. Một số bo mạch chủ còn được tích hợp bộ điều hợp video, gọi là các đồ họa tích hợp. Điều này có nghĩa là bộ điều hợp video được gắn trực tiếp vào bo mạch chủ, tạo thành một đơn vị duy nhất. Các bo mạch chủ cũ có cổng DVI hoặc VGA, trong khi các bo mạch chủ hiện đại thường có cổng HDMI hoặc DisplayPort. Tuy nhiên, các đồ họa tích hợp thường không mạnh, phù hợp cho các ứng dụng nhẹ, khi cần sử dụng cho các chương trình đồ họa nặng như chơi game, chúng thường không đáp ứng được. Vì vậy, nhiều người lựa chọn các đồ họa rời có hiệu năng mạnh mẽ hơn để thay thế. Bằng đầu vào, đầu ra ở mặt sau bo mạch chủ còn có các cổng khác, chẳng hạn như cổng mạng. Đây là cổng dành cho đầu nối RJ45, giúp kết nối máy tính với mạng thông qua cáp Ethernet cổng âm thanh sồn cát tương tự như các đồ họa tích hợp nếu bo mạch chủ có các âm thanh tích hợp thì nó được gọi là sồn cát tích hợp các cổng âm thanh này được dùng để truyền tín hiệu âm thanh từ máy tính đến loa Bo mạch chủ có nhiều kích thước và hình dạng khác nhau, gọi là phong phác ta dạng bảng mạch. Dạng phổ biến nhất được sử dụng trong các máy tính ngày nay là ATX. ATX là viết tắt của công nghệ mở rộng tiên tiến, được phát triển vào năm 1995 và hiện là chuẩn phong phác được công nhận rộng rãi cho PC. Bo mạch chủ ATX có kích thước 12 x 9,6 in. Trước ATX là dạng AT, đại diện cho công nghệ tiên tiến, được phát triển bởi IBM vào những năm 1980, bo mạch chủ AT có kích thước 12 x 13,8 in và đã ngừng phát triển kể từ khi ATX ra đời một phiên bản khác của ATX là Makozo ATX, như tên gọi, nó nhỏ hơn ATX, với kích thước 9,6 x 9,6 in, thiết kế Makozo ATX là dạng hình vuông, nhỏ hơn so với thiết kế hình chữ nhật của ATX tiêu chuẩn, Makozo ATX thường dễ hơn, tiêu thụ ít năng lượng hơn và được thiết kế để phù hợp với các thùng máy tính nhỏ hơn, tuy nhiên, so với ATX tiêu chuẩn, nó có ít tính năng hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.